Hello cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình, thì mình là Quest đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tập của Minecraft sinh tồn 1.17 các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 70 luôn rồi. Chúng ta đã tròn được 70 tập rồi. Thì hiện tại trong ở tập trước ấy, thì mình có hồi sinh cái làng thông đó các bạn. Nó thế là chúng ta đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ mà gọi là đầu series thì chúng ta định làm ấy. Đó, và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đó rồi. Thì trước tiên thì mình nghĩ là bây giờ mình nên đi ngủ cái đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với lại ngày hôm nay ha. Sao mấy con rùa ở đây nhiều cái này? Hay là mình có nên cho nó sinh sản không ta? Thường thì mấy con rùa nó chỉ sinh sản được ở trên trên cát thôi, nhưng mà ở đây toàn là đất rồi chắc không được đâu. Mình sẽ để tạm ở đây đi ha. Ok, bây giờ mình sẽ ngủ cái đó. Thì tập hôm nay có lẽ là các bạn nhìn tiêu đề thì các bạn cũng sẽ biết được là chúng ta sẽ không xây máy farm trong tập này, mà là trong tập này thì mình dự định là mình sẽ chế tạo một cái mũ rùa này, với lại mình nhộm cái khiên thử. Tại vì mình lướt thì mình thấy được ấy, lướt YouTube các bạn thì mình thấy có video mà nhộm cả khiên nữa. Cái này thì mình có biết nhưng mà bây giờ mình mới nhớ ra ấy, nên mình nghĩ là mình sẽ gọi là nhộm một cái khiên trong tập này. Rồi mình còn phải enchant cái cây rìu kim cương trong tập này nữa các bạn ơi. Tại vì cái rìu, như các bạn biết, cái rìu của mình cũng đã mất rồi, nên mình phải gọi là có một cái rìu mới cho nó đàng hoàng, đúng không? Rồi, đó, hồi phục cho mấy thanh niên này xong rồi thì mình nghĩ là mình sẽ thì ở đây nè, mình đã có gọi là cho ấp những cái trứng ở đây các bạn. Thì với mục đích là mình muốn cho nó nở trứng ra ấy, để mà mình lấy vảy rùa thì mới có thể làm mũ rùa được. Thì mình cho mấy con rùa sinh sản rồi mình bọc lại như vậy, thì khi nào trứng nó nở ra sẽ có những con rùa con, mình sẽ cho nó ăn những cái cỏ biển để cho nó lớn lên, và nó sẽ rơi cho mình vảy rùa. Đó là mục đích của mình trong tập này. Thì có một cái trứng ở đây nó nứt rồi nè các bạn thấy không? Đó, ở đằng kia thì cái trứng kia nó vẫn chưa nứt. Nói chung là trong cái đám trứng này thì mới có bao nhiêu trứng ta? Ở đây là có 7 trứng đúng không? Thì chỉ mới có một trứng nó nứt ra thôi. Thì theo mình tìm hiểu ấy, thì trung bình một con rùa nó lớn lên thì nó sẽ rơi ra cho mình tầm 1-4 cái vảy rùa. Nhưng mà mình hiện tại đang cần 5 vảy rùa thì mình nghĩ bao nhiêu đây thì chắc chắn là mình sẽ đủ ấy. Nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ok. Thì trước tiên thì mình cần phải làm một cái gì đó, đó chính là mình sẽ đi xuống dưới cái chỗ mai của mình để mà mình lấy thêm một ít hắc diện thạch các bạn ơi, để mình làm lại hai cái bàn chế tạo. Ồ, các bạn enchant, các bạn enchant nhà mình lấy mình đi làm máy farm hoa hồng video các bạn. Nó vẫn chưa có được. Ok, đó thì đây sẽ là cái đường đi xuống của mình. Ở dưới theo mình nhớ là mình vẫn còn cái hắc diện thạch nè. Ở đây thì mình còn 2 viên, thì mình nghĩ làm hai bàn enchant thì mình sẽ mất mình sẽ còn thêm 4 viên nữa đúng không? 3 viên là mỗi bàn đúng không? Mình không biết là mình có nhớ chính xác không nữa, nhưng mà mình nhớ là bên đây sẽ còn hắc diện thạch cho mình à. Đúng rồi, ok. Nhưng mà có vẻ là ở đây nó hơi lava chút xíu. Ok, một viên này. Thì bây giờ mình có những cái cúp này rồi thì cái việc lấy hắc diện thạch này cũng sẽ rất là nhanh thôi. Ui. Ok. Nè, bao nhiêu đây là đủ rồi nè, nhưng mà mình cứ lấy 10 đi. Biết ra được là nó sẽ cần thêm, tại vì như các bạn biết là mình nhớ rất là kém đúng không? Thì hiện tại á là cái series này của mình đã đi tới được 70 tập rồi, thì nó cũng khá là dài rồi. Thì tới cái những cái tập gần cuối như thế này á thì cái chủ đề của nó sẽ không còn hấp dẫn nữa, không còn hấp dẫn nhiều như là đầu series nữa các bạn. Nên mình nghĩ á bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để mà mình bắt đầu một cái series mới. Đó, và series mới đó thì các bạn yên tâm nha, là mình chưa có kết thúc series này tại đây đâu, mình chỉ là nó xen kẽ với nhau thôi. Rồi, ok, thì chắc là tới lúc có thời điểm này cũng gọi là thích hợp đúng không? Rồi sao mình vấp thế nhỉ? Rồi thì ở đây mình có hắc diện thạch rồi, mình nhớ là lúc trước mình vẫn còn kim cương nè. Nó lag. Mình có đồ ủng chân băng này, chân lạnh này, họ lấy ra dùng thử nha các bạn. Còn đây cây nỏ của mình. Cái này đã nạp mũi tên sẵn rồi. Ở đây mình xem có kim cương của mình. Ở đây này. Đó thì mình sẽ cần kim cương, hắc diện thạch với lại kính đúng không? Là mình sẽ làm được với lại sắt nữa. Hình như là không có cần kính đâu. Ok, để mình mình cứ nhớ mang máng cái công thức của nó thôi à. Sắt của mình thì mình còn khá là nhiều luôn này, tha hồ mà dùng. Ok, thì để xem coi. Đây, công thức của nó sẽ là như vậy. Vậy chúng ta sẽ cần 4 hắc diện thạch cho một cái bàn phù phép lận. Ok, thì ten mình sẽ có được 2 bàn phù phép. Thì ở đây thì mình sẽ đặt lại một bàn phù phép ở bên khu vực này. Đó. Hiện tại thì mình vẫn chưa có level để mà enchant đồ nữa nha các bạn. Enchant cái cây rìu này nữa. Đó, tạm thời như vậy ha. Rồi bên đây một cái nữa. Nên chắc là lát mình sẽ đi qua bên cái máy farm Enderman của mình để mà farm một ít đồ.
Thực ra nha là mình vẫn có thể farm level bằng cách trao đổi ngọc lục bảo với dân làng ấy, nhưng mà có vẻ nó cũng sẽ mất thời gian hơn nhiều ấy. Rồi nè, ở đây còn một block kim cương của mình các bạn, thấy không? Các bạn thấy sang xịn mịn không? Ờ, khá là sang luôn. Mình cứ nên đổi ở dưới đây thành kim cương hết luôn, nhìn cho nó ngầu luôn không ta? À, thử không? Nhưng mà mình còn có 20 mấy viên à, không có đủ block kim cương đâu. À, mình bây giờ chỉ có thể có block sắt thôi. Mấy phần vàng nữa, à có thêm block vàng nữa. Ok. Rồi thì mình test chút xíu không? Đưa đây thử xem. Đi thì có cái dòng chân lạnh này á, thì các bạn nói mình là nó sẽ không bị đau khi mà đi trên cái block mắc ma các bạn, cái block gọi là nè, block này nè. À đúng rồi, không biết là có bị mắc đầu bờ đâu nữa, mình đi trên đây không bị gì hết nè. À khá là ok. Nhưng mà cái đồ ổn này mà thêm cái dòng gọi là tốc độ linh hồn 3 nữa là mình nghĩ là nó là thích hợp đi cho mọi địa hình luôn ấy. Rồi thì ở đây thì mình tập trung thêm chút xíu là mình sẽ tới lúc này thì mình nghĩ là mình sẽ thử nâng cấp mấy cái khiên xem. Bây giờ thì mình sẽ cần một cái máy để mà chế tạo cái bàn chế tạo cái lá cờ các bạn. Không biết là mình để đâu ta? À đúng rồi, bên ngôi nhà hiện đại của mình này. Ok. Thì hiện tại là nó đã có kính rồi này. Nhìn nó cũng đỡ hơn chút xíu này các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn hơi trống vắng. Đây, để ra các bạn làm lá cờ này. Không biết là mình chưa nghiên cứu về cái bàn này nữa. Các bạn biết cái kiểu mà thiết kế nào đẹp á, các bạn chỉ mình với nha. Để mình thiết kế cho cái khiên thử. Rồi. Thì trên đây thì mình nghĩ là mình sẽ đi qua bên đây. Đi qua bên núi nè. Bên đây có đường qua núi cho nó nhanh các bạn ơi. Đỡ phải mất công leo cầu thang, chạy nó lâu hơn. Ok. Ở đó là mình hết cái gọi là block rồi, cái gì ta, pháo hoa rồi. Mấy thanh niên này hư miết rồi. Sao mình mở đường rồi sao không đi lên đi? Rồi, đi lên đi nhá. Rồi. Lấy những cái len các bạn ơi. Len của mình bây giờ là rất rất nhiều luôn ấy. Bùm, bùm. Thì các bạn kêu mình là xây tượng của mình đi, xây tượng skin của mình đi rất là nhiều ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa nghiên cứu kỹ cái skin của mình nữa, nên chắc là mình sẽ xây sao ha. Rồi thì ở đây mình nghĩ á là mình sẽ cần len trắng thôi. Len trắng là mình dùng màu mình phối nó lại thôi, chứ mình cũng chưa có cần nó đâu. Len trắng hình như bên đây nè. Ok, mình sẽ lấy tầm nhiều nhiều xuống dưới đi. Rồi xuống dưới mình chỉ cần làm lá cờ là được. Mang nó cánh vô đi. Ok. Rồi mình sẽ bay xuống cho nó nhanh. Đen. Ok. Trời ơi, cái khu vực này khu vực lắc nhất map của mình nè các bạn. Tại vì nó rất là nhiều cái gọi là loại cây khác nhau ấy, nó sẽ tương đối lắc ấy. Ở đây mình sẽ đặt cái bàn này ở góc này để mình có thể chế tạo ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần làm những cái lá cờ. Lá cờ thì hay mình nhớ lúc trước mình vẫn còn một ít lá cờ đúng không ta? Đây, mình sẽ thử ha. Mình sẽ đổi thành những cái lá cờ. Đây, cờ trắng nè. Mình lấy tầm 4 cái đi. Rồi mình thử nghiên cứu xem coi nó có đẹp, nó sẽ đẹp như thế nào. Mình sẽ để lại một stack trong người thôi. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ lấy thêm các loại màu. Màu của mình có rất nhiều nè. Màu đen là tương đối là bây giờ là ok rồi nè. Rồi, lấy hết màu rồi đúng không? Sau đó thì mình sẽ thử với cái bàn này. Để cờ trắng lên. Đó, thì mình chỉ cần để màu vô. Đây, thì nó sẽ có những cái kiểu thiết kế cho mình như vậy. Thì ở trắng, màu trắng ở giữa thì thực ra nó cũng không đẹp cho lắm nha. Bây giờ mình cũng đang cần màu trắng ở giữa ấy. Mình sẽ cần thiết kế một cái kiểu khiên trước. Đầu tiên là kiểu này. Ok, bỏ cái này xuống. Mình sẽ tạo cho nó có mấy cái đường nét ở giữa cho nó đẹp đẹp chút xíu. Cái khiên nhìn như gạch ngầu á nhờ. Hay là kiểu này ta. Kiểu này nữa. Nói chung là mình có thể làm thêm nhiều bước nữa nên các bạn yên tâm ha. Nhưng mà trước tiên mình làm thử cái kiểu này xem. Ui, kiểu này nhìn như là một bức tường á. Bây giờ mình có thể gọi là ghép nó lại không? Ví dụ khiên enchant rồi. Nó sẽ ghép lại một cái khiên như này. Nhưng mà mình nghĩ nha, nếu mà ghép khiên như này thì nhìn nó không có được ngầu cho lắm. Nên bây giờ mình sẽ chắc là đi lên tra Google chút xíu, tìm hiểu cái cách để mà làm một cái thiết kế cho nó đẹp 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 nha các bạn. Mình mới tìm hiểu được một cái kiểu thiết kế rất là đẹp các bạn ơi. Nhưng mà thiết kế này nó sẽ rất là tốn công, là do là nó sẽ cần một cái đầu lâu của con Wither Skeleton các bạn ơi. Mình dùng cái đầu lâu của cái con bộ xương này thì không được. Nên mình nghĩ là bây giờ thì mình là sẽ đi vào địa ngục và tìm thêm một cái đầu lâu Wither các bạn. Ba cái đầu thì có vẻ khó tìm ấy, nhưng mình nghĩ một cái đầu thì cũng sẽ khá đơn giản thôi. Ok thì để xem. Bây giờ mình sẽ vào mình tìm cái đầu này luôn.
Và sau một hồi mình đã đi xuống địa ngục farm các bạn, nhưng mà cuối cùng thì mình không có nhận được cái đầu nữa hết trơn à. Mặc dù là mình đã farm được khá là nhiều than với lại xương này à, lần này thì có vẻ hơi đen rồi. Mà thôi không sao đâu, không có cái kiểu thiết kế mặt này thì mình nghĩ là mình sẽ làm sao vậy. Mình sẽ thay đổi kiểu thiết kế vậy à, thì ở đây thì mình sẽ cất ít than đi. Đó, công nhận là đi farm mấy con này nó rơi nhiều kiếm dã man các bạn. Nó còn rơi nhiều lắm, tại vì rương mình full ấy, mình không có nhặt được. Đây, thì có một vài bạn nói là mình chế tạo cây đinh ba đi. Để dành cho bạn nào chưa xem những cái tập trước của mình thì mình đã có một cây đinh ba rất là ok đấy rồi nha. Đó, một cây đinh ba rất là gọi là mắt dòng luôn nè. Có thể nói là như vậy. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ cất luôn cái kiếm đá này đi. Rồi, thì mình cũng mới tìm hiểu lại rồi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta chế tạo lại cái khiên này thì mình nghĩ là mình sẽ còn pháo hoa không ta? Hình như là mình hết pháo hoa rồi sao ấy. Rồi, luôn còn có hai cái... gọi là hai cái thuốc súng luôn. Vậy là mình chỉ có được 6 pháo hoa thôi. Ok, cứ cầm giấy trong người đi, để lát mình có gì mình chế tạo pháo hoa các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ bay lên trên chỗ này để mà mình lấy thêm một ít gì ta. Ơi, sao lại có ông dân làng ở đây vậy? Ông dân làng cũng bị rơi xuống hả? Mình không hiểu luôn nha, cái này hơi đáng sợ rồi đấy. Rồi thì ta kệ ông này đi. Ở đây mình còn rất là nhiều đồ luôn này. Ủa, than mình còn ở đây rất là nhiều luôn này. Trời ơi, rương mình riết mà mình vứt tùm lum tùm lá hết các bạn ơi. Rồi thì mình định lên đây để lấy đồ ăn. Trời ơi, vậy mà mình cũng không nhớ ra được nữa. Rồi thì ở đây thì mình có nung đây. Còn một stack đồ ăn này, tha hồ mà ăn. Ok. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống mình chế tạo lại. Thì theo như mình tìm hiểu là nó có cái kiểu chế tạo đó rồi. Thì không biết là mình có thể chế tạo được hay không đây. Ok. Rồi, để mình thử cái kiểu thiết kế này xem. Hình như ở đây nó có một ô để mà mình có thể bỏ cờ hiệu vào đúng không? À, cái này dành cho cờ hiệu này. Để mình nhớ xem lúc trước mình có cờ hiệu hay không. Theo mình nhớ là khi mình đánh nhau tụi kia mình được cờ hiệu. À, hoa văn cờ hiệu mũi heo à. Mũi heo thì mình được cái gì vậy ta? Rồi, để xem nha. Mình thêm màu mới được đúng không? Rồi, mũi heo là như vậy à. Mình có nên lấy một cái khiên mũi heo không ta? Mũi heo màu trắng hay là mũi heo màu đen? Cái này khá là phân vân nè. Để xem coi cái len màu đen của mình đã hết rồi. Mình xin phép lấy thêm cái khiên mình á. Bây giờ mình lựa chọn màu cho nó là một vấn đề luôn ấy. Nên thôi mình sẽ đem cái rừng sugar này lên và đem mỗi loại một màu về đây. Các bạn ơi, sorry các bạn nha. Sao mình nó hơi lăng quăng á. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ để cái rừng sugar ra trước đi. Đó, để hết mấy cái đống màu này vô đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mỗi stack một màu ha. Màu trắng thì mình có rồi. Bây giờ mình sẽ cần lấy thêm không, lấy màu xám này. Màu nâu cũng không luôn. Thôi mình lấy những màu cần thiết thôi. Màu đỏ này. Màu hồng hả? Màu đỏ sậm chứ. Ở đây thì mình lấy lại cái len đỏ cái đó. Màu đen này. Màu xanh. Màu vàng. Màu xanh đậm. Màu xanh lá này. Xanh lá này thì mình nghĩ nó không có hợp bằng cái xanh lá kia đâu. Ok, đây thì mình cất hết cái số lượng màu vô đi. Để mình lấy thêm màu ở đây. Đây, xanh lá mạ nè, cái này cho nó tươi các bạn ơi. Đây mới là màu hồng này. Đỏ sậm có rồi. Và một len xám nhạt. Đó, thì mình sẽ thử các loại màu khi mà phối để xem coi nó có ổn hay không. Rồi, đi về thôi. Let's go. Đó, bây giờ mình phải về mình chế hẳn một cái khiên luôn. Nhưng mà mình nghĩ á, với cái kiểu mình thích màu đen các bạn. Mình rất là thích màu đen. Nên mình sẽ làm một cái cờ màu đen đi. Một cái lá cờ màu đen. Đây. Rồi sau đó thì mình sẽ thêm cái hoa văn này vô. Cho nó hoa văn nó là màu trắng ha. Màu trắng thì mình ở đây có một con này. Rồi. Thì nó sẽ trông như thế này. Mình sẽ để hoa văn mũi heo vô. Rồi mình sẽ để màu trắng vô. Thì mình sẽ được một cái mũi heo ngược màu với lại lúc nãy. Nhưng mà mình sợ mũi heo thì nó sẽ bị trùng á các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ cất cái mũi heo trước. Mình lấy cái viền trắng trước đi. Đó. Viền trắng có đẹp không ta? Ok, tạm thời là viền trắng ha. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy hoa văn mũi heo. Và mũi heo này thì mình sẽ cho màu trắng. Đó. Thì nó sẽ trông như vậy thì nhìn nó còn đẹp không ta? Hình như là bất đẹp đi rồi hay sao ấy. Cái này cũng hơi khó nha. Vậy thôi thì mình sẽ không để mũi heo nữa. Mình sẽ có một cái kiểu này. Đó chính là cái bông hoa này nè các bạn. Bông hoa này, chết rồi. Mình không có cái loại hoa kia rồi. Hoa này thì sao ta? Mình có thể ghép loại hoa lại với nhau không? Ôi trời mưa rồi. Mình sẽ để cái khiên lên cái gọi là này lên đây rồi thêm ở dưới đây. Không được rồi.
Vậy thì thôi mình chắc là mình sẽ lấy một cái loại màu khác ha. Cái này cũng đẹp này. Để xem. Cái này thì cũng rất là ok luôn. Để coi mình sẽ chọn cái nào cho cái khiên. Nhưng mà thôi, có mũi heo với mình. Chắc mình lấy mũi heo đi các bạn ơi. Rồi, thử nha. Cái mũi heo này khi đặt ra nó sẽ trông như thế nào? Trời ơi, đây là cái khiên của tôi đây sao? Hình như là màu màu trắng của mình nó không có được tươi cho lắm thì phải. À, có nghĩa là mình quên bỏ màu trắng vô, mình lấy xám nhạt. À, hóa ra là nó bị như vậy. Xám nhạt là nó sẽ bị hơi xấu ấy. Thì mình thử đổi cho nó lại trắng được không ta? À, trắng không được rồi. Thôi tạm thời ha, mình ghép cho nó thử cho cái khiên của mình coi nó có đẹp không nha các bạn. Cái mũi heo nè. Chà, rồi để để xem coi góc nhìn này như thế nào. Đây thì đó sẽ là cái khiên có hoa văn mũi heo của mình. Thì nó có thêm cái dòng Enchant á, nên bây giờ nhìn nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều á nhỉ. Ok thì đó, trước mắt là mình có cái khiên rồi. Và cái kiểu này thì cũng khá là đẹp này, mình sẽ để trước nhà. Mình khá là mất thời gian nhỉ. Có sấm sét luôn. Ok, ở đây chỗ này như vậy. Thì sấm sét chỗ này mình tranh thủ mình lấy thêm một cái đầu của con creeper không ta. Có đầu con creeper là mình làm thêm được hoa văn cũng khá đẹp ấy. Giờ mình thử lấy cái đinh ba của mình ra xem. Ok. Trời, mình mới nghe có tiếng sấm nè. Nhưng mà bây giờ làm sao để kiếm được một con creeper mới là vấn đề các bạn ơi. Không biết trời bây giờ buổi sáng hay buổi tối nữa. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm một con creeper rồi mình cho nó bị sét đánh. Sau đó là mình sẽ cho nó nổ trúng một con creeper khác thì mình sẽ được một cái đầu creeper. Đó, đó sẽ là kế hoạch. Nhưng mà trời mưa vậy có vẻ lắc quá. Trời sấm kìa. Trời mưa mà mình cần cầm cái đinh ba này là mình hơi bị ngầu luôn ấy. Ok. Ở trứng đùa này nó vẫn chưa nở đây này, chắc là nãy giờ mình không có ở nhà nên nó không có nở các bạn ơi. Ok, mình về. Mình ngủ cái đã. Có vẻ như là không có gì rồi. Thôi kệ đi. Lắc quá. Nên thôi mình xin phép các bạn mình đi ngủ nha. Ok, mình sẽ ngủ đây. Tại vì bây giờ nguyên cái nhà phù phép này y chang là của mình luôn rồi. Đó, nên bây giờ mình không có sợ mấy không kiểu là không có sợ giành giường với lại mấy anh ông dân làng nữa. Ok, trời tạnh đi cho nó đỡ lắc nào. Ok, thì mọi thứ có vẻ ok rồi. Mình đã có cái khiên. Nhìn sao lại là mũi heo nhỉ. Ok, thì đây là skin của mình đây. Cho các bạn nào chưa biết skin của mình. Đó, skin của mình sẽ như vậy. Thì tóc hồng, thì mình cũng không hiểu tại sao mình lại lấy tóc hồng nữa. Ok, thì đổi cái mũ này lên. Nhìn rất là cool luôn. Rồi, bây giờ chuyên mục tiếp theo. Đó chính là mình sẽ enchant. Nhưng mà trước khi enchant thì mình sẽ cần level. Nên bây giờ thì mình sẽ đi qua bên cánh cổng địa ngục để đi tới The End. Rồi sau đó thì mình sẽ gọi là farm một ít level, chứ tầm 40 level để mà về nhà mình enchant cái rìu kim cương này của mình. Và mình cũng đã về tới nhà đó các bạn ơi. Rất là nhanh thôi thì mình đã sửa chữa hết. Với lại là mình đã sửa chữa luôn mọi cái đồ của mình này. Rồi mình đã được 41 level nữa. À, mình lại đem theo mấy cái ngọc Ender này về rồi. Mình quên bỏ lại các bạn ơi, tại vì nó rất rất là nhiều ngọc Ender luôn ấy, kiểu là bị lắc map luôn ấy. Nên thôi bây giờ mình sẽ thôi kệ, dù gì ở nhà mình cũng hết ấy, nên mình đem một ít về cũng hợp lý. Nhưng mà pháo hoa của mình bây giờ chỉ còn có một cái duy nhất thôi à. Bây giờ rất là cần những cái con creeper luôn. Thôi có gì mình sẽ đi qua cái máy farm bên kia của mình để mà mình lấy cũng được, không vấn đề. Rồi thì ở đây thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi enchant thôi đúng không? Enchant thì cũng sẽ khá là đơn giản thôi. Đó, mình sẽ điện cho em bên cái máy phù phép bên đây, cái chỗ phù phép bên đây này. Không biết là Lully của mình lại vẫn còn nha. Hy vọng nó sẽ cho mình những cái dòng ok chút xíu. Ví dụ là hiệu suất 4 mà chậm hỏng 3 cũng được cái này. Nó chỉ có một dòng chậm hỏng 3 thiệt luôn á các bạn. Ơi thiệt tình. Hay là mình có nên làm liều thêm một cái cây cái rìu khác không ta? Rồi có gì mình ghép lại cũng được. Ok, mình sẽ làm thêm cái rìu nữa. Mình còn kim cương mà, mình để trong cái rương sugar xám ấy để mình vào mình lấy. Đó, mình phải có một cái rìu nó ngon ngon chút xíu. Chứ chậm hỏng 3 thì nó lại quá bình thường rồi, y chang là không bình chen vậy đó. Ok, 1, 2, 3. Rồi thì tạm thời thì mình sẽ cất những cái thứ mà mình không dùng tiếp nữa nha. Tại vì mình đã có cái khiên rồi, mục tiêu là mình có cái khiên thôi. Nên thôi thì mình tạm thời như đây thôi. Rồi cất những cái thứ này đi. Thôi cứ đem hết kim cương đi. Mình sẽ chi hết kim cương cho cái đợt gọi là đợt này luôn. Tại vì mình cũng đâu có dùng kim cương để làm gì đâu các bạn. Rồi, để xem coi một cái rìu mới nữa đi. Hy vọng nó sẽ cho mình những cái dòng ngon ngon. Tại vì level của mình cũng không có farm nhiều cho lắm. Ok, Lully đâu? Đây.
Ok, như vậy là được rồi. Thế là chúng ta chỉ cần ghép hai dòng này lại với nhau là mình sẽ có một cái hiệu suất 4 và chồng hổng 3. Nhưng mà mình muốn cho nó hiệu suất nằm ở trên đi. Ok, thôi khoan. Cái nào đỡ tốn nhất ấy? À, hai cái như nhau à. Chúng ta mình sẽ cho cái dòng hiệu suất nằm ở trên ha. Rồi, thế là bây giờ mình đã có một cây rìu tương đối cũng khá là ok rồi đó các bạn. Bụp bụp. Đó. Rồi thì cái món đồ cuối cùng nữa mà mình đang muốn đạt được đó chính là vẫy rồ. Ồ, mũ rồ. Thì để mà có được mũ rùa này thì bắt buộc chúng ta phải chờ đợi thôi. Chờ đợi cho mấy con rùa con nó nở ra. Đó, sau khi nó nở ra thì mình mới có thể gọi là... Ôi, nó nở rồi đúng không? Chưa, chuyến rùa này vẫn chưa nở này. Ở chắc là mình phải AFK tương đối lâu hay sao ấy. Tại vì nãy giờ mình chỉ đi vòng vòng ví dụ như dưới DN các thứ rồi chứ mình đâu có ở nhà đâu. Nên mình nghĩ là mình sẽ AFK một xíu để chờ xem coi chuyến rùa này có nở hay không. Thì mình vẫn có một cái thắc mắc á, là nếu mà chuyến rùa nó không có gần nước như vậy á, nó không được ở cái bên nước thì không biết nó có chịu nở hay không nữa. Thì thôi mình cứ chờ là mình sẽ biết mà. Ok thì hẹn gặp lại các bạn nha. Và sau bao nhiêu lâu cực khổ thì cuối cùng mình mấy con rùa nó cũng chịu nở ra rồi các bạn ơi. Hình như là tầm hơn nửa tiếng thôi phải. Nó thì đây là nở được ba cái trứng rùa, hai cái trứng bên đây và một cái trứng ở đây. Tụi nó nở cùng lúc luôn các bạn ơi, mặc dù là hai chỗ khác nhau. Ồ. Thì bây giờ cái việc tiếp theo của mình đó là mình cần phải cho nó lớn lên. Thì để mà lớn lên thì mình phải cần rất là nhiều gọi là những cái cỏ biển này đó. Mình nghĩ là một stack rưỡi cho một con ấy, mình nghĩ như vậy nên bây giờ mình sẽ vô mình lấy hết đi. Ok đó, lấy nhiều cỏ biển chút xíu. Trời ơi, chờ lâu giả man luôn các bạn ơi. Đó, ok, bây giờ mình phải lấy thật là nhanh nào. Rồi mình vô mình lấy thêm cái gọi là bột xương để mà mình cho thêm cỏ biển chỗ này nữa. Ok, rồi trong nhà lấy thôi, cuối cùng thì nó mới chịu nở các bạn. Lâu giả mang con ngang luôn ấy. Ok, để xem coi ở đây thì mình ôi, còn xương này, mình lấy số lượng xương này đi. Ok. Rồi, bột xương như vậy. Rồi, thì ra là nó nở buổi tối các bạn ơi. Có là mình chờ từ buổi sáng tới buổi tối luôn. Thực ra là nó sẽ tương đối mất thời gian ấy. Ok. Đơn giản này. Bây giờ mình sẽ để bột xương bên tay phải. Bên tay trái chứ. Rồi mình sẽ cầm cái kéo bên tay phải đi. Đó. Vậy để cho nó ok. Đó, cắt như vậy cho nó sẽ nhanh hơn các bạn ơi, đỡ mất thời gian hơn á. Ok. Đó, như vậy. Chắc mình sẽ làm tầm thử một con coi bao nhiêu nó sẽ lớn lên ha. Nhanh lên để mình lấy cái vảy rùa của nó các bạn ơi. Ok. Ở đây thì mình có hơn 2 stack rồi nè. Mình nghĩ là đủ cho một con lớn lên rồi đó. Bây giờ mình sẽ cần một chỗ để mình bắt vào. Mình sẽ dùng khói sắt luôn đi. Bây giờ là mình là người có sắt rồi mà. Đây, như vậy. Rồi thì ở đây mình sẽ cho con rùa nó ăn để nó còn lớn lên nữa các bạn ơi, để thử xem ha. Bao nhiêu thì nó mới chịu lớn lên. Hình như nó lớn hơn chút xíu rồi đúng không? À không các bạn ơi, mình nhầm, cho là hoạt ảnh á chứ nó thực ra cũng chưa lớn lắm đâu. Đó, mình mất một stack rồi đó nha. Một stack mà nó chưa lớn nên mình thử xem bao nhiêu thì nó sẽ lớn lên đây. Thì nó đúng rồi, tầm một stack rưỡi các bạn ơi. Thì mình được có một cái vảy trời ơi đen thế. Thì khi nào mới đủ 5 cái vảy đây? Như vậy có nghĩa là tầm 1 xác rưỡi là sẽ có một con lớn lên. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi ra lại đi. Ok. Rồi, mình sẽ lấy thêm tầm cho đủ 3 stack để mình cho hai con kia lớn lên luôn. Hình như đoạn này mình thấy đen đúng không? Chứ bao nhiêu đây là hơi ít lắm luôn ấy. Ok. Ôi, hư cái kéo của mình rồi. Mình còn sắt. Mình sẽ làm thêm một cái kéo nữa. Ok. Như vậy thì hao hồn mà dùng luôn. Mình sẽ lấy thêm nói chung là đủ 3 set là ok đó. Ok, khẩn trương. Đó, mình sẽ cho hai con rùa này lớn lên nữa là hợp lý luôn. Ok, hình như là mình còn thiếu cái con lừa ở trong Minecraft đúng không? Đúng rồi, các bạn nói mình là có một con la đúng rồi. Con la nó rất là hiếm, là nó sẽ lai giữa con rùa và con ngựa. À, ra vậy. Rồi thì ở đây, ôi, ok, các bạn là đủ rồi này. Ôi, hai con rùa kia đâu? Đây. Mình sẽ cho nó ăn. Hello, come here and... Ăn thôi, mình sẽ cho con bên trái ăn trước. Thì nó sẽ mất tầm 1 stack rưỡi mà. Mình sẽ bấm thiệt là nhanh ha. Hy vọng là với cái... kinh nghiệm chơi game của mình thì mình nghĩ là mình sẽ ấn thiệt là nhanh. Ok. Nè, nó sắp lớn rồi nè. Tầm 3, 2, 1. Không. Ok. À, mỗi lần nó rớt có một vảy rồi các bạn ơi. Vậy là mình sẽ mất 5 con ấy. Mình sẽ 5 con mới đủ hay sao ấy. Ây da, một lần mình mất một vảy à. Rồi, con này mình phải cần thêm. Hình như là hết một stack này là được nè. Ok.
Vậy là mình sẽ cần khá khá nhiều thời gian nữa mình để có được cái mũ này á. Nhưng không sao, mình chờ lâu được mà, mình quyết tâm có được cái mũ này mà. Ok, lớn lên đi ba. Vẫy đâu? Ok thì mình có được ba vẫy cho ba con. Ở đó đẻ nữa hả? Mình chưa ăn mà nó cho đẻ rồi à? À chắc hồi nãy mình cho nó ăn nhầm ấy, cái nó đẻ luôn rồi. Ok tiện thể thì đẻ đi rồi mình sẽ thả ba con rùa này bơi chỗ khác. Có trứng rồi đúng không? Có trứng chưa? Mình nghe tiếng trứng rồi. Chưa hả? À nó chỉ vẫy cho vua thôi hay sao ấy. Ok ăn đi, ăn đi. Rồi à có trứng nè. Ok. Nhưng mà trứng bên đây á, trong lúc chờ trứng bên kia nở thì bên đây nó vẫn chưa nở luôn nè các bạn. Có nghĩa là mình phải chờ lại từ đầu. Đó, nó sẽ rất rất là lâu á nha, không có đơn giản đâu. Ok, mình sẽ cho mấy con rùa đi ra ngoài bớt đi. Bằng cách là mình sẽ phá những cái hàng rào chỗ này ra. Rồi, đi ra ngoài bớt đi, đi ra ngoài bớt đi. Ai không sinh sản thì đi ra ngoài. Đó, còn những ai sinh sản thì ở lại. Ok, ủa, mình nhớ là có con sinh sản mà ta. Ok, con này đúng không? Chắc là đang tìm chỗ để mà nó sinh trứng ra đó. Ok. Rồi thì chắc là mình phải kiên nhẫn chờ thêm một xíu nữa thì mình mới có đủ vảy rùa các bạn ơi. Để mình xem coi hình như là 5 cái vảy rùa mới được. Ủa tính ra mình tưởng cái này nó đơn giản lắm nhưng mà không đơn giản cho lắm các bạn ơi. Đây, mình mới có 3 vảy rùa à. Đây, các bạn có thể thấy là mai rùa. Cái này là cái mai rùa. Thì để có mai rùa thì mình cần thêm 2 con rùa con nữa. Ok, mình sẽ cố gắng chờ vậy. Rồi trước tiên thì mình phải giải quyết xong cái đống trứng này với lại con rùa này cái đã. Mình phải đóng gói lại các thứ rồi mình mới có thể. Đây. Mình có nên phân trứng nó đâu không ta? Nếu sợ mình sợ để như vậy thì nó sẽ lâu nở ấy. Ok. Dù gì thì mình cũng sẽ AFK mà. Rồi. Thì ở đây có 4 trứng. 4 trứng là 4. Ở đây mình sẽ có 9 trứng ở đây. Chà chà. Ok. Tương đối cũng sẽ lâu đây. Bây giờ thì chắc là mình sẽ AFK tiếp thôi các bạn ơi. Bây giờ hiện tại giờ mình đang quay á, lúc mình bắt đầu quay video là 2 giờ chiều, bây giờ là chắc tầm gần 5 giờ chiều rồi. Hy vọng là nó sẽ nở sớm sớm để mà video nó hôm nay ra sớm nha các bạn. Ok thì mình sẽ đứng ở góc này và AFK tiếp nha. Và sau hơn gần 1 tiếng chờ đợi của mình thì chỉ mới có một em rùa nở thôi các bạn. Và mình nếu mà bây giờ cho em rùa này ăn nữa thì mình chỉ mới có 4 vảy rùa thôi. Sao mà đen dữ vậy ta? Mình nhớ bình thường là tụi nó nở khá là nhiều luôn ấy. Thôi tạm thời thì mình sẽ cho em rùa này ăn cái đã. Nó thì mình sẽ có thêm một vảy rùa nữa nha. Hơi chờ tương đối cũng khá là lâu luôn ấy. Nhưng thôi không sao đâu. Thì mình nghĩ là mấy cái trứng nó cũng sẽ nở thôi. Mình chờ như là 3 ngày 3 đêm trong Minecraft rồi. Có thể là gần 1 tiếng hay sao ấy. Ok. Nhanh nào con này sắp lớn rồi này. Ok. Và mình sẽ có thêm một vảy rùa nữa. Ủa vậy sao mình cứ tưởng nó sẽ rơi cho mình từ 1 tới 4 vảy rùa chứ. Hóa ra là một con chỉ có một vảy rùa thôi. Đây, mình sẽ thả con này đi luôn. Đi nào. Để cái trứng là ô, nó sắp nở các bạn ơi, mình nghe tiếng nức nở. Mình cứ tưởng là mình dẫm lên nó không chứ. Ok, thì tạm thời sẽ là như vậy. Đó. Mình đứng ở trong ngôi nhà phù phép đó các bạn, mình nhìn thẳng ra ngoài nè. Và mình cứ chờ cho tới khi nào nó nở ra thôi. Nhưng có vẻ là nó rất rất là lâu luôn. Thì không có cách nào để mà đẩy nhanh quá trình hết các bạn ơi. Chỉ có thể là chờ thôi. Ok, thì mình chỉ cần một cái vảy nữa thôi là mình có thể gọi là đủ cái số lượng để mà mình làm chế tạo cái mũ rồi. Ok, gán chờ thêm một chút xíu nữa xem nào. Ok, thì mình sẽ vào lại chỗ này và tiếp tục chờ thôi. Và sau bao năm tháng thì cuối cùng em cũng đã ra rồi các bạn ơi. 4 trứng nở cùng một lúc. Thì bên đây mình đã tách mấy trứng khác thành thành 4 trứng. À, vậy là nở 5 con luôn rồi này. Cha cha. Vậy là tổng cộng đợt này mình có thêm 5 con nó là đủ luôn. Tính ra công sức chờ nãy giờ của mình là vô ích luôn các bạn. Thì mình cũng rút ra được kinh nghiệm đó chính là có con chết rồi, có con Phantom rồi. Không được, mình phải đi ngủ. Mình khô máu với nó ta. Nhưng mà trước tiên mình phải chạy khỏi ở trong đây ra cái. Mình không thể ở trong đây được tại vì nó tấn công mấy con rùa của mình thì sao. 2 con Phantom đúng không? 1 con, 3 con lận. Thì mình bắn tụi nó. À, lâu lâu mình chiến đấu tụi nó một hôm. Mày này, chạy đi. Ơ, mấy con này hơi khó trúng nha. Chúng này hình như là một mũi tên là nó chết rồi hay sao ấy. Ok, thế là nó chết rồi này. Còn con nào không vậy, sao mình vẫn còn nghe tiếng đấy. Ok. Thế là xong xuôi rồi. Bây giờ mình chỉ còn một cái vảy nữa thôi là được rồi. Ok. Đó. Phải nhanh chóng lấy đủ cái vảy thôi các bạn ơi. Mình rất là nôn nóng để có được cái mũ rùa này rồi. Ủa chờ rất là lâu luôn, hình như là không sao đâu, chờ lâu miễn sao có thành quả được rồi. Thời gian cũng không quan trọng lắm. Không,
quan trọng chứ. Mình chờ hơn 1 tiếng rưỡi luôn mà. Thiệt tình. Yes. Và chúng ta có 5. Thôi tiện thể mình cho mấy con này ăn luôn đi. Mình còn bao nhiêu thì mình cho thêm được bao nhiêu vảy thì mình lấy ha. Từ từ thì mình sẽ lấy thêm. Ok. Nói chung là bây giờ mình đã có đủ cái mũ rồi. Hình như là mình được 2 con nữa hay sao ấy. Đúng rồi, mình đủ 2 con nữa các bạn ơi. Ok. Vậy là mình sẽ có thêm 2 cái vảy nữa. Đây. Rồi con này nè. Mình sẽ lấy cái con này. Đây. Ủa sao nó lại sinh sản tiếp vậy ta? Nó vừa lớn là lại sinh sản à? À quên. Mình mới cho 2 con kia ăn thì nó sẽ tự sinh sản với nhau mà. Mình quên. Ok. Con này nó sẽ lớn lên này. Vậy là mình sẽ có thêm 2 cái vảy nữa. Cũng khá là ok đó. Còn 2 con này thì thôi mình cứ để nó tự lớn đi. Nhanh nào. Ôi mày không chịu lớn thiệt à. Lớn lên nào. Ok. Vừa đủ luôn. Rồi. Mình sẽ chạy trốn thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ mở ra cho mấy con rùa nó đi đi. Không nhất thiết là phải nhốt nó ở đây đâu. Rồi. Ai muốn về biển thì về đi ha. Ôi không có chen lấn nhau này. Đây cái này thực ra cái hồ thôi chứ không phải là biển các bạn ơi. Rồi. Thời gian tới rồi mình phải có được cái mũ rùa này. Trời ơi. Thật sự là. Tuy là nó không có khó khăn lắm nhưng mà có vẻ là nó hơi mất thời gian để mà lấy được. Và thế là rest máy ngố đó các bạn. Nhìn mình ngố tèo ghê chưa. Ở cái này có thể enchant được không ta? Hình như là được thì phải. Hình như mũ rùa nó cũng ngang với lại mũ sắt thì phải. Thế mình biết là như vậy. Để mình thử nha. Có thể enchant được cái loại mũ rùa này hay không. Wow, có bảo vệ 4 này. Bây giờ mình đang thiếu 1 level thì mình vẫn có cách để có được. Đó chính là mình sẽ trao đổi một ít với mấy ông dân làng để mà lấy cái level của mấy ổng. Đây, ở đây mình còn rất nhiều thứ để có thể lấy được. Thì để mà có được thì mình phải cất đi những cái thứ này đi. Đây là rương linh tinh của mình đây. Vậy rồi thì cất ở đây đi ha. Ok, cất hết ở đây đi. Để đem mình lấy cái đây, mình lấy đất đá này ra để mình trao đổi. Bao nhiêu đây, mình nghĩ là mình sẽ đủ lên level 30 ấy. Ok, cố lên. Hoặc là mình dùng emerald mình đổi ngược ra thì mình vẫn được nha. Nên chắc là không sao đâu. Rồi. Đó. Không, một vài lần là mình đủ liền. Ok, tức là mình đã đủ level 30 rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy Luli. Luli có sẵn trong người rồi. Và chúng ta sẽ có một cái mai rùa bảo vệ 4 và hô hấp 3. Đúng chuẩn luôn các bạn. Tại vì nó là mai rùa mà. Nên mình được thêm cái hô hấp 3 nữa. Đây, nhìn mình thật là ngầu. Ok, chà chà. Mình sẽ đợi mai rùa bơi xuống dưới đây. Chà chà. Nói chung là nó cũng sẽ khá là thẩm mỹ ấy. Ok, thế là mình đã có những cái combo này rồi. Thì mình không biết là mình còn thiếu cái gọi là cái trang bị nào hay không. Thì nếu các bạn biết mình thiếu trang bị nào thì nhớ comment chỉ mình với nha. Thì mình sẽ cố gắng chinh phục nó. Thì ok, có lẽ là tập này của mình tới đây kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like, cũng như một subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Ok, thì tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.